Hello, xin chào mọi người, lại là H2 Rubik Shop đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng combo loop mới đến từ H2 Rubik, đó là combo Orbit Alpha và Orbit Beta. Thế thì combo này nó có tác dụng giống như combo Angstrom của Cubico, đó là một cái thì làm êm, còn một cái thì nó cũng làm êm nhưng mà nó được loop vào bề mặt và nó làm cho bề mặt của chúng ta trở nên mịn hơn. Và combo loop này đã được bán ở H2 Rubik Shop với giá 160.000 hai lọ. Thế thì 160.000 hai lọ này thì rẻ hơn rất nhiều so với cả combo Angstrom, rơi vào khoảng độ 250 một combo chẳng hạn, thì cái này chỉ có 160.000 thôi. Và khi các bạn mua hàng sẽ được tặng 6 cái logo, tức là một cái túi này gồm có một lọ này, 6 cái logo với cả 3 cái que để loop nhá. Đấy, mỗi một lọ này sẽ có 3 que và 6 cái logo để loop. Rồi, để tạo bên này. Thế thì hai cái loại này có cách sử dụng khá đặc biệt và mình nghĩ là nếu như các bạn sử dụng theo đúng như mình hướng dẫn sau đây thì nó mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Rồi, các dụng cụ cần có ở đây là một cái que loop này và cái con Rubik các bạn loop ý, phải lau thật là sạch đi. Ở đây mình có một cái con RS3M mới cứng vừa bóc hộp xong và nó không có loop ở trong đấy. Thì các bạn nếu như sử dụng Rubik cũ, các bạn có thể dùng cái khăn này để lau cho sạch này, hoặc là dùng cái giấy ăn chẳng hạn, các bạn lau sạch đi. Ở đây đầu tiên mình sẽ tháo con này ra nhé. Rồi, tháo nó tung cả cạnh cả góc ra rồi. Ở đây mình sẽ lúp cho 4 cạnh và 4 góc. À quên, 2 cạnh. Các bạn để ý là cái cặp cạnh góc này, chúng ta nhìn xem là nó ma sát ở chỗ nào. Nó ma sát ở chỗ cạnh này với cả phần chân góc nhé. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái alpha này ở phần chân góc và chân cạnh. Thế cái alpha này nó giống cái Angstrom Gravitas, chắc là phải đến 99%, 99,99%. Đấy. Thì cái loại này các bạn chỉ lấy một ít lên thôi, ít như này thế này là rồi. Các bạn bôi vào trong phần chân cạnh và chân góc, bôi thật mỏng nhá, bôi thật là mỏng thôi, không được bôi mà nó dày quá đâu, bôi thật mỏng thôi. Rồi các bạn dùng cái que này, các bạn dàn đều ra làm sao cho mà một lượng đấy mình có thể dàn đều cho cả chân cạnh và chân góc. Đây, tương tự như vậy, mình có thể tràn đều chỗ này ra. Đấy. Khi các bạn mà dùng cái que này, các bạn trải đều, trải mỏng ra này này, thì giúp tiết kiệm thời gian break in rất là nhiều. Vì thực ra break in là làm cho loop nó đều ra mà. Khi loop này nó đều ra và nó tạo thành một cái lớp mỏng ở trên chân cạnh và chân góc ấy, thì nó sẽ tạo cái cảm giác êm. Nhưng mà điều kiện của nó phải là tản đều và lớp thật là mỏng. Thế thì ở đây mình sẽ làm một cái lớp mỏng luôn, thì lúc break in nó đỡ tốn thời gian. Không, các bạn break in tốn thời gian lắm. Đấy, dùng cái que này phết đều lên. Nếu như các bạn gãy cái que này hoặc là không có cái que này, các bạn có thể sử dụng tăm bông cũng được. Cái tăm bông mà đầu nó nhỏ thôi cũng được. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái đó. Rồi, thế là xong. Giờ mình đóng nắp cái lọ này vào, để bên này. Sau đó mình lắp lại nha. Tháo lắp Rubik thì quá dễ rồi, chỉ việc để nghiêng và tháo ra thôi. Rồi, khi bạn lắp vào xong nhá, các bạn tháo đều lên này. Mình tháo sao cho nó đều Q, tức là các bạn khi các bạn xoay ấy, các bạn thấy là cảm giác ở những chỗ này đều là như nhau thì nó đã đều rồi. Đấy. Khi mà cái alpha này nó tràn đều ra bề mặt là ok. Đấy. Và khi các bạn xoay này nhá, mặc dù mình lúc vào chân góc ấy, nó cũng sẽ lên trên cạnh này một chút. Hoặc nếu như các bạn thích cái cảm giác thật là êm nữa thì các bạn có thể sử dụng một ít alpha lên cái bề mặt này cũng được, ok. Đây như mình sử dụng nhá, chỉ một chút thôi, rất là mỏng thôi, hơi chấm chấm này và thôi này. Đấy, xong mình cho lên phần giữa đây, giữa các bề mặt cạnh này. Mình có thể cho thoải mái không sao cả, miễn là đừng cho nó sát ra ngoài quá, khi các bạn xoay tay mình chạm vào là nó bật. Cảm giác rất là êm mượt luôn. Mỗi tội là hơi chậm một chút. Rồi, sau khi sử dụng cái lọ alpha này xong, mình chuyển sang sử dụng lọ beta nhé. Thì cái lọ beta này chỉ được sử dụng khi các bạn các bạn break in xong cái lọ alpha này, tức là làm cho cái loop của
alpha nó đều ra thì các bạn sử dụng lọ beta. Cái cách này nó hơi tỉ mỉ một chút, tuy nhiên là nó đem lại hiệu quả rất là cao. Mình khuyên các bạn nên sử dụng cái cách như thế. Đây, mình có thể lấy một ít ở trên cái nắp này. Thì cái lọ beta này nó chứa các cái hạt siêu mịn, siêu mịn, giúp lấp đầy các cái khoảng trống ở trên bề mặt của Cubi. Các khoảng trống có thể gây ra bởi như của các bạn xoay nó bị xước ấy, hoặc là nó cái bề mặt khi mà đúc nhựa nó bị thô ráp, thì cái beta này có thể sửa chữa những cái điều đó. Rồi, lọ beta này phải thật là cẩn thận, bởi vì nếu như mà nó dây ra nó rất là bẩn, vì nó có màu trắng mà. Chúng ta đóng lại nhá, cất vào đây. Rồi, bây giờ đến giai đoạn break in. Đấy. Sau khi break in alpha rồi, sử dụng beta vào bề mặt và sau đó là break in cái beta này. Thì trong quá trình break in cái beta ấy, thì cái alpha được break in thêm một chút, miễn sao cho các cái loại hai loại lúp này được tràn thật là đều trong cái cục Rubik này. Rồi, sau đó các bạn sử dụng các cái loại lúp lỏng như DNM37 này. Ở đây mình có cái lọ DNM nhá, hoặc là có thể sử dụng sub 10 này, hoặc là có thể sử dụng Chloros này. Mà ở đây mình sẽ không sử dụng ba loại này, mình sử dụng cái loại này. Đây là loại bí mật. Nhỏ ở đây đơn 1, 2, 3 giọt thôi, đủ rồi. Wow. Mình cam đoan với các bạn luôn là cảm giác nó cực kỳ tuyệt luôn. Thề luôn đấy, nó phê gì đâu luôn. Các bạn có thể nghe cái tiếng này đấy. Rất là êm đúng không? Chỉ có một chút tiếng lò xo thôi. Bởi vì con này thì đặc điểm của nó là lò xo rất là kêu. Thì các bạn có thể sử dụng cái beta này hoặc là cái alpha này để lúp kho cũng được. Tuyệt đối không sử dụng các cái loại dầu lỏng này nhá. Bởi vì các cái loại không phải là lỏng, mà nó là loại người ta gọi là water base. Như cái Chloros này nó rất là đặc này, nó không phải là loại lỏng, tuy nhiên là nó là gốc nước nên nó vẫn gây ra rỉ và không ngược cho vào trong kho. Kho có nghĩa là phần ốc vít ở bên trong ấy. Nhiều bạn nhầm cái chân góc và chân cạnh là kho nhưng mà không phải đâu. Nó phần kho là phần ốc vít thôi. Rồi, rất là mượt luôn. Thì combo này có thể sử dụng cho mọi loại Q. Và mình nghĩ tốt nhất là sử dụng cho 3x3. Bởi vì cái 3x3 cái bề mặt của nó khá là lớn, nó có thể đem lại cái cảm giác tốt hơn. Nếu như các bạn sử dụng 4x4 cũng được, nhưng mà khuyên các bạn là nên sử dụng cái lượng nhỏ thôi. Với cả sử dụng nhiều thì mình sẽ quen cái lượng sử dụng của mình ấy. Nếu có người thích êm hơn nữa thì có thể cho thêm cái alpha vào. Cái alpha này, cái alpha này tác dụng rất là lớn luôn. Còn cái beta này thì nói chung là chỉ để cho lên bề mặt này và ta tạo cảm giác rất là êm mượt thôi. Bây giờ cái nhựa đúc bây giờ nó rất là tốt rồi, nên là cái alpha này cũng chỉ đem lại cái tác dụng nó khá là bình thường. Nếu như các bạn không có đủ tiền mua cả combo ấy, các bạn có thể chỉ cần mua cái lọ alpha này thôi. Đấy, một lọ alpha này là đủ nhá. Với cả mua thêm một cái lọ lỏng, một cái lọ mà water base tốc độ cao như cái DNM37 này, sub 10 này, Chloros, hoặc là cái loại mới này sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Đây, thời rất là mượt luôn. Và mình cảm giác nó đem lại cái hiệu quả rất là tốt. Khi các bạn sử dụng combo Angstrom ấy, nhiều bạn không biết sử dụng nên là gây ra cái cảm giác đầm. Thì cái combo này cũng như vậy, nếu như các bạn không biết cách sử dụng nó sẽ gây ra cảm giác rất là đầm. Thì muốn chữa cái cảm giác này như nào, các bạn có thể tháo ra lau, lau bớt đi. Hoặc là các bạn sử dụng cái lượng nhỏ thôi và bôi thật là đều, bôi một lớp rất là mỏng vào phần chân cạnh và chân góc. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ dán một cái logo Orbit lên đây nhá, để chứng tỏ rằng Q này đã được setup bằng combo cực kỳ tuyệt vời là Orbit Alpha và Beta. Wow. Các bạn chơi cảm thấy cực kỳ mượt mà và yêu thích luôn. Chắc chắn đây sẽ là combo setup mà mình
khuyên các bạn nên dùng nếu như các bạn đang nghĩ đến một cái cảm giác cực kỳ êm mượt. Và sau đây mình cũng có một vài lời muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như bây giờ các bạn mua combo Orbit Alpha và Beta ấy, thì giá nó rất là rẻ so với cả combo Angstrom. Và các bạn để ý là cái lọ Angstrom Gravitas này so với Alpha ấy, thì hai loại này giống hệt nhau. Do đó nếu như bây giờ các bạn muốn mua combo Angstrom ấy, thì các bạn nên mua combo mới, tức là nên mua cái hàng mới ở shop uy tín như là Hydrobic chẳng hạn, thì các bạn sẽ không sợ bị người ta gọi như kiểu là fake hàng ấy. Cái Alpha này nó có tính năng, nó có màu sắc ngoại quan nhìn giống hệt cái Gravitas này, nên mình nghĩ là sẽ có những trường hợp các bạn mua Alpha này về và đắp sang cái lọ Gravitas này để các bạn bán lấy chênh lệch, thì cái điều đấy là mình nghĩ là không thể tránh khỏi. Và mình khuyên các bạn khi mua combo Angstrom phải cực kỳ để ý và phải biết về nó thì hãy mua nhé. Rồi, trên đây là cách sử dụng combo Alpha Beta để sử dụng lên Rubik 3x3. Các bạn cũng có thể sử dụng combo này lên Rubik 2x2, 4x4 cho đến 7x7 thoải mái, không làm sao cả, miễn các bạn tra nó theo như cách mình hướng dẫn đấy. Và cái cách đấy mình nghĩ là tối ưu rồi, kể cả cho combo Orbit hay là combo Angstrom đều dùng cách như vậy nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe và comment ở phía bên dưới nhé. Hoặc nếu các bạn cần mình tư vấn cái combo loop như thế nào ấy, các bạn có thể đặt câu hỏi và mình sẽ trả lời. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.